Rồi gia đình em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay là cái ngày đập trời cả nhà. Trời tối giờ mấy chú giáo làm cắt cuốn chân rồi. Bữa nay là lập lá lên cho có chỗ mát để ngồi ăn uống cả nhà. Rồi bây giờ em xin mời cả nhà cùng theo gia đình em lập lá nha. Anh bữa nay Tính Tám đưa lá nha. Bữa nay cho Tính Tám khỏi nấu ăn luôn. Bữa nay khỏi nấu, bữa nay chấm 800 bánh mì. Bữa nay khỏi kèn. Bữa nay khỏi kèn ha. Bữa nay sẵn rồi kìa. Dạ, bữa nay quay sẵn rồi đó. Hôm qua đi cầu có hai người. Dạ. Sáng đi mua bánh mì theo quay. À, thêm chép dĩa mặn nữa, ăn cho mát. Tám có mua bánh bò sẵn rồi. Chiều đi làm nóng nực quá à, ăn khác nữa. Giờ thì chưa có bữa nay cả nhà thông cảm nha, em lọc lá cho những chú Tám rồi nên không có di chuyển máy được nha. Đây cho Tám tung đăng, Tám muốn nói chuyện, Tám lại đưa mặt kêu trong cái điện thoại vậy nè. Rồi cây đâu, cây đâu. Cây ngắn cái dài nè, Tám lấy cái nào. Có hai cây chỉa luôn chú Tám. Dạ. Nhà nào cứ xíu nữa là Tám tới đi Tám mà đưa Tám. Dạ còn tới còn lấy được. Tám ok, Tám lên Tám lấy. Anh miếng nhỏ không? Rồi miếng bự rồi miếng nhỏ. Vậy là mình đập cái gì vô chú Tám? Rồi. Vòng vòng chiều ha. Hả? Không biết
đó là mình báo chế qua cái loại, nhưng mà cái chiều chéo nó giống nhau nha. Cái đầu nó gì nè, lắp sạch vô cái cây ấy luôn á. Gì tắm không hả? Mệt luôn rồi, ngủ luôn rồi, mệt mới ngủ luôn hả? Hết 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 hả? Đó lên lên đó, đó. Nè. Còn đứng dưới dần dần dạ. Dần qua cũng lắm nha, rồi đó thì đứng dễ à. Quên nữa cả nhà ơi, đây là cái máy dốc em làm vậy là xuống cỡ cái mét á, cho rút kinh nghiệm từ những lần trước. À, những lần trước dột quá, bây giờ làm cho dốc xuôi luôn, hết dột luôn, hết dột luôn. Giờ lấy miếng nữa con, miếng nào miếng nhỏ không bự? Dạ con còn lấy tới đây con lấy cho Tám ơi. Dạ. Để Tám hồi chút xíu đưa lên con cao. Thank you.
Rồi đó đi trái. Đó, đi Tám, ok em Tám. Im. Cả nhà ơi, không phải là em ép chú Tám leo lên cả nhà. Tại chú Tám ở dưới cho nó ngồi không tới. Thầm ba vô vô. Cả nhà ơi, được nữa phần nữa rồi cả nhà ơi. Trên cao khó lòng lắm, đang đi chỗ không được à, cứ được con cao không dễ. Cả nhà ơi, sau khi hai chú cháu đã lợp xong được cái máy này cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Mấy ghi ghi đó thì để khi mà cái nó khô rồi em sẽ lấy rút thêm một lần nữa cho nó chắc luôn. Còn cả nhà mình chỗ còn ra cái kết nữa nha cả nhà. Còn cái kết nữa. Cái chậu bây giờ liền. Máy à. Rồi cái kết nữa, ăn gian cái kết nữa. Hôm qua là mấy chú cháu thay dầu bóng rồi cả nhà. Đó. Không hỏi được tao. Giống hả? Giống gỗ. Gỗ đỏ. Đỏ. Ê, đẹp quá. Một kỹ thuật nữ tám gái đứng dưới kỹ thuật. Quá lại rộng luôn cả nhà. Thấy vậy rộng hả Tám? Rộng, trời ơi, mình ra cái kết nữa, cái đây sàn nước. Còn cái sàn nước là em sẽ làm bên đây nè cả nhà. Bên hông bên đây. Đó, nước còn dưới sông luôn. Nước dưới sông á. Dưới sông đó là làm gì Tám? Con gánh bay lên ngồi ăn bánh mì được rồi nè. Tranh thủ nắng mà sáng là mặn chưa có ăn sáng luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Có chỗ mát mẻ đây ngồi ăn. Rồi vô nhà chào mới thôi. Mát mẻ mát mẻ. Chút xíu nữa mình bóm đầu lại ha. Mấy giờ tắt đi bà chủ ơi, tháng thấy bà chủ mua tắt á. Quá cả nhà. Hay giờ tắt nha. Em uống luôn. Nguyện cùng. Đi luôn. Em uống luôn đi. Trời nắng rồi uống mua tắt á. Rồi đại đại Tám ơi. Quá. Quá. Bữa nay được vô đây mát ha.
ngồi mát uống trà tắc thôi. Không có sao, không có sao. Rồi cả nhà ơi, bữa nay thứ 8 chuẩn bị cho ba uống gì tịch luôn nè. Sáng này tranh thủ nắng rồi. Đợt không mới có chỗ ngồi ăn nè. Hôm nay thứ 8 bồi dưỡng cho ba chú cháu tháo nón xuống rồi. Heo quay luôn. Sáng giờ quay nắng. Sáng giờ quay nắng mặt đỏ luôn. anh đen anh đỏ. Thì bà chủ, tiền bà chủ. Tiền lá rồi hốt rác sạch sẽ. Mình làm chỗ nào mình làm sạch chỗ nấy, thấy chưa? Em hốt rác sạch sẽ chân. Giỏi, có cọc vừa. Mời cái nhà uống trà đắt nha. Uống trà đắt cả nhà ơi. Chú cháu chị nói chị bằng con khí luôn, hết hơi. Con quay đường lên nó dùng chua á. Dạ không chua hết. Mấy đường tiền. Mời cả nhà uống trà đắt nha. Mời cả nhà dùng trà đắt với mình nha. Không ngon dữ vậy. Gió nó quất cái điện thoại rớt đắt cái bợp vậy á. Nó hư không chứ. Đây là lúc con để quay đó hai chú cháu lên đó. Gió anh. Rồi không có coi thì tại vì ừ, che cái miếng lá trên cái hàng rào đó rồi miếng lá bay xuống rồi rớt. Rớt cái trên trong. Rồi vô hết luôn hả anh ha. Không có chặt gì nữa không? Hả? Vô đây chặt luôn. Con lá còn nha. Còn nữa. Con dựng vách này 8. Dạ. Bên đây dựng vách đây nè. Mình dựng đây luôn hả? Ừ. Rồi dựng vách bên đây nè. Dựng đây. Dạ. Dựng vách đây. Bây giờ để trống, đây dựng vách lên cao một xíu. Không vô phải rồi ăn đi. Ăn nổi à. Dựng nước. Uống trà đá còn ngon. Em nhớ là mua đó. Rồi. Trường hợp là của chúng ta này chắc là phải như quen. Có còn tung á. Có còn tung cột lại. Rồi. À, không có buộc lại là không ớt phải không? Rồi, đúng rồi đó. Rồi bộ xe tắm bỏ chưa? Rồi, chỗ che nắng. Chỗ che nắng mà ăn cái mì. Đó. Ăn đi anh ơi, cái mì. Sáng tắm quần cho mì. Quậy luôn. Quậy. Ở bỏ dữ vậy ta. Ôi, ớt nhóc luôn. Nằm bỏ báo qua chú Tám. Mình quá sao ngon. Đó. Đó lắm. Rồi cả nhà ăn mấy mì thịt nha. Ăn thịt nha. Rồi bắt bà chủ luôn. Rồi cả nhà mấy mì thịt nha. Tôi là sáng giờ bơ thôi. Rồi chú Tiếp Tám ăn mấy mì thịt. Bữa nay mình thổi kèn đi con. Mì nó giòn. Nè còn giòn. Mát ha, không? Ừ. Có chỗ cao ha. Chỗ này mát mẻ ha. Ừ. Nấu xong lên vô đây ngồi ăn cũng được, mình ra giường ăn cũng được. Mình ra xong ngồi ăn cũng được. Quá giờ chỗ ngồi luôn. Mát quá. Mình ra xong mình ra xong là mình cũng ghe rồi á. À, cũng ghe. Khang tiếng luôn á. Anh kêu lá đi, nói có liền là khang tiếng luôn. Mẹ muốn trà đắt á. Dạ. Có nhân vụ không? Còn đây là bảo hồi chúng mình lăn đấy. Lăn cái lăn cuộn chứ. Trời nắng uống trà đắt ngon anh á. Này cho ông bếp nữa. Ôi, bẩn rồi. Đó rồi. Đâu, kiểu như là mình kiểm tra cái bô của cái ga mình chạy máy á, nó nằm đâu á. Mình mới biết á. Hôm qua cái bô mà dính vô cái hả, còn nóng chùm tay. Một hôm nữa cho thuốc mình chết thử coi. Trời. Nó phải pha thuốc rồi á. Pha thuốc rồi. Không tâm bệnh, lắm chạy bệnh dần thà luôn. biết thứ hai cũng đơn chiếc không có chết móc gì đâu. Nước ngọt quá. Nó đắt nhiều nữa, mua đắt nhiều nữa, uống giờ đắt trà chanh, đá chanh cái gì cũng có. Mua chẳng như nhiều uống nắng rồi, uống trà đắt rồi. Mấy cột này nè em còn sơ lên nữa nhà chứ không phải để sát thâm nha. Tại như này là cột mấy cột phụ mới dựng ngày tối xong. Mình sơn lên nữa hả con ha? Dạ sơn lên màu giống vậy nè. Giống cột gỗ lắm. Không phải à. Nó có
có lớp keo bóng và bóng gì nè, nó cũng chắc luôn, nó bị chóc ra. Giống cột gỗ quá con. Dạ. Mà chị bám lên luôn, chị ngắt. Chứ anh ơi, giờ anh gọn băng à. Wow, mát anh ơi. Mát lụi luôn á. Ừ, cao rồi, lập được mà anh gặp hợp với dấu dối mỗi tay quá lên mỉ. Thử nhà coi cơ thì cứng không nhà, nhà anh mỉ. Anh cho no đi chị làm tiếp nha, thì cháu anh nghỉ nha, hai con cháu đi ghe mình nha. Ủa gì ngủ bữa ngủ quá mặt ngủ biếm quá. Yếu quá. Yếu quá. Mấy liền. Nó nói với làm gì đâu, bỏ em đi. Ừ. Rồi giác được. Không mình bà này chị này cô bà bán cũng ngon quá. Đó. Tay. Chứ mình cũng phải này kia nọ ra nên mình cỡ lần nữa đó mày. Lần nữa là có chỗ nấu ăn luôn nè. Em còn đi làm 2 clip. Rồi thời gian đâu có làm bằng đêm không? Vậy làm đêm, đêm đó. Bây giờ đêm bữa nay đợp tranh thủ. Đó. Đưa bà chủ nghỉ nấu ăn bữa. Em còn đặt bàn lên đây cả nhà, đặt bàn bếp đi. Đó, cao cao vừa vừa. Hai cái bếp luôn hả con? Dạ. Cái bếp gà gan á, gà gan cho đã, rồi chắc bữa nào cũng hai chú cháu vậy, đi trên đồng về đi ghe bắt đầu về là xây vô làm tới 10 giờ phía, mấy đêm kia nè. Dán từng bữa làm xong. Dán này dán này. Dán. Đúng, đúng nổi không còn cút, mình được cái máy vậy là ngon à. Máy vậy là mát rồi mình làm việc thoải mái. Không dễ ha. Cao gáo. Yeah.